Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem một video mà người ta sửa móng sắt cho ngựa, vô cùng thỏa mãn. Video này sẽ giống như là một video ASMR vậy nên là tôi nghĩ là các bạn nên mang theo cả tai nghe nữa để mà có một trải nghiệm xem tốt nhất. Rồi bây giờ mình sẽ xem luôn nhé. Đó, đây là cái móng sắt cho ngựa này. Vậy con ngựa nó cũng sẽ phải đeo móng sắt như thế này là tại vì có cái móng sắt này, nó cũng giống như là tại sao người phải đeo giày vậy, thì có cái móng sắt này chân nó sẽ không bị đau nhức. Nói chung là như thế, và sẽ không có làm tổn thương đến móng thì con ngựa nó có thể dễ chạy lâu dài được. Đấy, người ta phải gỡ móng sắt ra này. Và cái việc, cái lý do tại sao mình con ngựa phải tháo cái móng sắt của nó ra thì cũng giống như là tại sao mình phải cắt móng tay vậy. Vì móng chân, móng guốc của con ngựa cũng giống như móng tay, là nó sẽ dài ra. Chính vì thế nên là video ngày hôm nay là người ta sẽ cho mình thấy, chúng ta sẽ xem một quá trình mà người ta sửa móng sắt, người ta thay một cái móng mới cho con ngựa. Rồi bắt đầu rồi đây. Các bạn nhớ đeo tai nghe vào nhá. Đó, người ta đang cạo những cái vết này ra này. Tôi không biết đây là những vết gì. Xong rồi để lại ra những vệt trắng. À, đúng rồi, tôi nghĩ đây là vết móng cho ngựa. Tôi nghĩ đây là cái móng của con ngựa. Nó dài ra thì bây giờ người ta đang phải cạo đi. Nhưng mà sao nó lại bẩn như thế này nhỉ? À, rồi. Tất nhiên rồi, tôi đang xem video này trên YouTube mà. Người ta đang cạo, cạo bớt đi này. Đây này, bắt đầu nhìn giống cái móng của con ngựa rồi này. Cái phần giống cái móng nó bắt đầu lộ ra rồi. Ok. Mặc dù tôi không phải con ngựa nhưng mà tôi nhìn thế này tôi cũng biết là con ngựa nó đang rất là sướng đấy. Mặc dù tôi không phải con ngựa nhá, tôi đã từng xem những cái video mà người ta làm spa cho cái con chó ấy, người ta cũng cạo cái móng của nó đi. Đấy, thì chính vì thế nên đó cũng là lý do tại sao mà tôi cũng tìm được video này. YouTube nó đề xuất cho tôi cái video này. Người ta đang cạo từng cái mảng ra kìa. Ok, tôi sẽ không diễn nhá. Nhưng mà mặc dù nhìn trong mặt tôi có vẻ không có cảm xúc thế thôi, nhưng mà cái tiếng này nghe nó rất là đã tai luôn. Tôi sẽ cố gắng không có diễn, để mà cho nó thật nhất có thể, để mà reaction thật nhất có thể. Rồi giờ tôi im, tôi không nói nữa cho các bạn nghe tiếng này. Đoạn này giống như kiểu là cắt móng tay đi vậy. Cắt móng tay, cắt móng chân cũng khá là giống. Rồi đến đoạn này bắt đầu hay rồi này. Tôi không phải con ngựa nhưng mà tôi nghĩ là con ngựa đang rất là sướng đấy. Tôi không phải con ngựa nhưng mà tôi cũng có thể tưởng tượng ra được là con ngựa đang sướng như nào. Tại vì tôi cũng được rũa móng tay rồi, nghe tiếng nó rất là đã luôn. Rồi giờ đây họ để chân con ngựa lên trên này. Tôi đã bảo rồi, các bạn nhớ phải mang theo tai nghe mà. Ok. Rồi đây, cái máy gì đây?
À đây 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 là cái móng mới đây đúng không? Đây là cái đe này, cái anvil này, trên Minecraft rồi sẽ biết. Okay. Đấy, và cái đe này dùng là để làm như một cái đập này. Và tất nhiên những người thợ mà những người làm này là họ là những chuyên gia đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi. Đó. Hy vọng là cái video mà tôi quay màn hình được ở đây nó cũng sẽ có một cái chất lượng âm thanh đủ tốt để các bạn nào mà dùng tai nghe mà trên video của tôi xem cũng có thể thấy sướng khi mà xem được, khi mà nghe cái tiếng từ video này. Ok. Ok, à nhúng vào nước tại vì cái thanh sắt này rất là nóng. Đấy nên là phải nhúng vào nước để làm nguội đi. Rồi bây giờ chân con ngựa này. Bây giờ là cho thanh sắt mới vào. Theo như tôi tìm hiểu được thì ở cái phần dưới chân con ngựa này ý, là nó gần như nó không có cảm giác gì, gần như không có dây thần kinh gì đâu. Nên là con ngựa nó gần như là nó không thấy đau lắm. Các bạn yên tâm. Đây là những chuyên gia mà họ biết họ đang làm gì mà. Ở dưới chân con ngựa là nó không có cảm giác gì đau đâu. Chính vì thế những cái móng sắt đấy là sẽ được đóng đinh vào để cho nó chắc, mà con ngựa nó không làm sao cả. Đấy, thế cho nên là đóng móng sắt mà nó vẫn tốt hơn mà. Ok, giờ lại quảng cáo. Rồi, để tôi qua đoạn này luôn. Rồi, đoạn này là họ mài này. Nếu mà nhìn mặt tôi mà có không cảm xúc gì thì tôi đang cố làm thật nhất có thể. Chứ thật sự tôi nghe tiếng này thấy rất là đã luôn đấy. Ok. Đó, tất nhiên họ là chuyên gia rồi, chứ cái này mà để cho nó vào tay cái thì thôi. Nên là cái chú này phải làm rất là cẩn thận luôn. Nó phải mài đi, nhìn cho nó tròn trịa không? Cho nó không bị nhọn quá. Nó xong phải nhúng vào nước. Rồi, ok. Đến bước tiếp theo nào. Vẫn chưa xong nhá, họ vẫn còn gọt gọt tiếp này. Tôi tưởng là cái đoạn lúc nãy mà cho lửa vào là để đóng cái thanh sắt kia vào rồi. Nhưng mà chưa. À đây, đây đây. Bây giờ đến đoạn cho thanh sắt vào này. Cho cái lưỡi vào để làm một cái chất đóng đinh vào chăng? Tôi không biết, tôi không rõ. Đấy, đoạn này đóng đinh vào này. Cái phần này con ngựa nó không có cảm thấy gì đâu, nên là nó sẽ không có đau. Theo như tôi tìm hiểu được là như thế. Tôi đã có một cốc Starbucks ở đây. Ok. Tôi nhớ đoạn này là đoạn gì rồi. Tôi đã xem qua video này rồi mà. Tôi nhưng mà tôi chỉ xem qua thôi. Đoạn này là để chân con ngựa lên đây xong rồi dùng cái máy chà cho cái phần móng guốc này nó bóng lên này. Ok. Đó, xong rồi còn phải cắt cái mấy cái sắt này ra nữa. Rồi lại tôi thích nhất với đoạn mài này.
cố định lại này. Nhắm mắt cảm nhận đi các bạn. Ok. Tôi chắc chắn cũng phải đến... Từ từ. Ok, tôi bắt đầu nổi da gà rồi đấy. Tôi chắc chắn cũng phải đến 60-70% là cái video này nó nhiều view ý. Tôi nhớ video này cũng phải 60-70 triệu view gì đấy. Là nhờ những cái đoạn cọ cọ như này. Rất là sướng luôn. Nghe nó rất là đã tai luôn. Là ok, hết, sắp hết video rồi à? Tôi nhớ là còn đoạn đánh gì cơ mà. Chắc tôi xem nhầm video rồi sao ấy. Thôi đến đây là hết rồi. Đến đây là hết rồi. Nhìn rất là thỏa mãn luôn. Nhưng mà thôi được rồi. Đấy, video của tôi có lẽ là đến đây thôi. Và có lẽ là kết thúc video rồi. Ok. Lâu lắm rồi mới nói câu này đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Và nếu thích video thì hãy nhấn like, subscribe, chia sẻ và... cái này là những YouTuber của những năm rất là lâu rồi vẫn hay nói cái câu này. Nhưng mà thôi, tôi là YouTuber cho nó truyền thống đi nhỉ. Nếu mà các bạn thích video hãy like video. Để hệ thống của YouTube sẽ nghĩ là video này rất là hay và sẽ đề xuất cho những người khác xem nữa. Ok. Rồi, chắc tôi cũng không còn gì để nói cả. Ok. Rồi, chắc là video này đến đây thôi. Kết thúc được rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Chào các bạn. Bye bye.